chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam, và bản tin trưa nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Giá trị xuất khẩu gạo 8 tháng đầu năm đạt 2,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả tích cực này là nhờ sự chung tay của chính phủ, doanh nghiệp và người dân. Nguồn vốn ODA vào Việt Nam hơn 20 năm qua đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nhưng thực tế một số dự án sử dụng kém hiệu quả, nguyên nhân một phần là do chậm giải ngân. Thực hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, nhiều phạm nhân trên cả nước được đặc xá dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Những ngày này họ đang mong ngóng đoàn tụ với gia đình và cố gắng làm lại cuộc đời. Và sau đây là những nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tối qua dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bình Thuận đạt được trong suốt 30 năm xây dựng, đổi mới và phát triển. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Bình Thuận tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục giữ gìn, củng cố và vun đắp cho sự đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoàn thiện bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, trọng dân, luôn lắng nghe dân, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thủ tướng đề nghị tỉnh tập trung phát triển du lịch, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa khu du lịch quốc gia Mũi Né thành điểm đến hàng đầu khu vực, phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo trở thành trung tâm năng lượng tầm quốc gia, đồng thời phát triển mạnh kinh tế biển. Việt Nam ủng hộ xu thế đầu tư theo hướng bền vững, kiên quyết nói không với những dự án có nguy cơ ảnh hưởng tới môi trường. Đây là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khi tới thăm dự án khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương, Formosa Hà Tĩnh sáng nay. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh công ty Formosa Hà Tĩnh là dự án FDI lớn nhất Việt Nam hiện nay, với tổng số vốn đầu tư 12,8 tỷ đô la Mỹ, có vai trò rất quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại Hà Tĩnh và khu vực miền Trung. Đến nay, Formosa đã khắc phục được sự cố ô nhiễm môi trường biển tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, theo đúng cam kết với Chính phủ Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Trong đó chỉ rõ ưu tiên chiến lược của Việt Nam trong thu hút FDI là các dự án công nghệ của tương lai, các dự án có hàm lượng công nghệ cao, không ảnh hưởng tới môi trường, ít tiêu hao tài nguyên trong nước. Khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn lắng nghe, kịp thời tháo gỡ khó khăn và tạo nhiều điều kiện thuận lợi, ưu đãi cho các doanh nghiệp FDI. Mong muốn doanh nghiệp sẽ cùng đồng hành, đóng góp cho sự phát triển nhanh, bền vững của Việt Nam trên tinh thần các bên cùng có lợi. Việt Nam xuất siêu 3,96 tỷ đô la Mỹ trong 8 tháng đầu năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt hơn 250 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Cơ cấu nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm tỷ lệ cao nhất, tới gần 90%. Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước gần 36 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt gần 247 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong 8 tháng qua, Việt Nam xuất siêu sang các thị trường như Mỹ, EU nhưng lại nhập siêu mạnh từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Riêng nhập siêu từ Trung Quốc gần 50 tỷ đô la Mỹ, gần bằng của cả năm ngoái. Theo số liệu mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá trị xuất khẩu gạo 8 tháng đầu năm đạt 2,3 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh giá nguyên vật liệu đầu vào tăng từ 15 đến 20% từ đầu năm đến nay, mức tăng trưởng này đã cho thấy nỗ lực của toàn ngành, sự chỉ đạo, hỗ trợ của chính phủ và chung tay của cộng đồng doanh nghiệp từ đầu năm tới nay. Đây là lô gạo chuẩn bị xuất khẩu đi Hồng Kông, Trung Quốc. Thay vì chấp nhận bán giá thấp, doanh nghiệp này tìm những phân khúc cấp cao để xuất khẩu được giá tốt hơn. Luôn luôn phải duy trì trên 500 đô la mới bán được. Tức là ví dụ như bây giờ nàng hoa thì tôi đang bán 530, 540, rồi DT8 thì phải từ 510 đô la. Nữa cái giá gạo này thì hiện nay thì công ty bán tốt và khách hàng cũng lại rất là ưa chuộng. Để duy trì chất lượng, ngành gạo còn nỗ lực xây dựng những vùng nguyên liệu đảm bảo an toàn thực phẩm, tập trung chế biến với 80% dòng gạo thơm, hữu cơ. Trên cái cơ sở thông tin về nhu cầu thị trường, nhu cầu thị hiếu tiêu dùng thì phía Cục Trồng trọt phối hợp với các địa phương sẽ bố trí cái cơ cấu về thời vụ cơ cấu giống để phù hợp, để làm sao khi kết thúc một cái vụ thu hoạch lúa thì chúng ta đáp ứng được cao nhất có thể cái yêu cầu của thị trường. Sau 10 năm tái cơ cấu của ngành gạo thì hiện nay có tới 80 đến 90% gạo xuất khẩu của Việt Nam là gạo chất lượng cao, gạo thơm hay là gạo đặc sản. Điều này lý giải vì sao mà giá gạo của Việt Nam luôn cao hơn giá gạo của Ấn Độ hay thậm chí có thời điểm là cao hơn giá gạo của Thái Lan, nhưng vẫn có một cái thị trường khá là ổn định. Thưa quý vị, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, gọi tắt là vốn ODA do chính phủ và các tổ chức tài chính quốc tế tài trợ cho Việt Nam hơn 20 năm qua đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Nhưng thực tế, một số dự án đã sử dụng kém hiệu quả, gây áp lực cho khả năng chi trả của ngân sách. Vài năm gần đây, thì việc giải ngân nguồn vốn này chỉ đạt khoảng nửa kế hoạch của năm. Chính phủ nhiều nhiệm kỳ qua đã liên tục chỉ đạo quyết liệt thúc đẩy giải ngân ODA, nhưng tình hình chưa có nhiều chuyển biến. Năm nay, sau 8 tháng mới chỉ đạt gần 13% kế hoạch, và đáng chú ý là chậm giải ngân luôn kéo theo đội vốn dự án, và điều này đã và đang diễn ra ở rất nhiều dự án giao thông quy mô lớn tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Những lô cốt chiếm tới 2/3 diện tích ở những tuyến đường có metro Nhổn Ga Hà Nội đi qua, được kỳ vọng giúp giải tỏa ùn tắc giao thông, nhưng nó lại đang làm điều ngược lại. Tăng xe thì nó ảnh hưởng đến kinh tế, còn giờ làm thì chậm trễ việc làm. Nó sẽ là trách nhiệm của người lãnh đạo, của quản lý. Thời gian nó quá lâu, làm công trình công cộng mà còn khiến cho người dân còn cảm thấy khổ hơn. Phía trong những lô cốt ga ngầm này là công trường vắng bóng người. Những khối sắt thép đã bắt đầu hoen rỉ. Hai robot đào hầm cũng đứng yên. Phải mất 10 năm, dự án mới cơ bản bàn giao đủ mặt bằng. Đây là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến chậm tiến độ, gây đội vốn. Cũng vì thế, 3 năm trước, hai nhà thầu đã từng yêu cầu chủ đầu tư là Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội phải bồi thường 81 triệu đô la Mỹ do chậm bàn giao mặt bằng thi công. Khi chúng tôi triển khai thực hiện các cái dự án đường sắt đô thị trong nội đô thì luôn luôn vướng vấn đề mặt bằng, mà đặc biệt là người dân không ủng hộ khi mà nhà nước tổ chức thu hồi đền bù với cái giá mà họ cho rằng là thấp hơn giá thị trường. Theo cái tính toán dự kiến của ADB, nếu như cái dự án kéo dài hơn một năm thì cái tỷ trọng và cái chi phát sinh tăng lên khoảng 15-20%. Các cái nhà tài trợ là người ta cũng có bị tâm lý và ảnh hưởng, tức là nó sẽ không khó mà thuyết phục các cái nhà tài trợ cấp cho các nguồn vốn theo đúng tiến độ như dự kiến. Metro Nhổn Ga Hà Nội với chiều dài 12,5 km được tài trợ bởi vốn vay ODA của chính phủ và cơ quan phát triển Pháp, Ngân hàng Phát triển Á Châu, Ngân hàng Đầu tư Châu Âu và vốn đứng trong nước. Tiến độ dự án chậm kéo theo việc giải ngân vốn ODA chậm. Dù chưa đi vào hoạt động, nhưng Hà Nội đã phải trả khoản nợ vay đầu tiên gần 160 tỷ đồng từ cách đây 5 năm. Cùng với đội giá lên để đưa vào khai thác chậm, càng thiệt hại đơn, thiệt hại kép. Nền kinh tế đất nước bị chậm phát triển cũng vì một phần là nguyên nhân này. Chậm tiến độ, đội vốn có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. Nhưng dù là nguyên nhân nào thì cũng cần được tháo gỡ để sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ODA. Chính phủ luôn quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để đốc thúc các bộ ngành đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA, và trong đó đã thành lập các đoàn giám sát để kịp thời đưa ra ngay các giải pháp tháo gỡ vướng mắc để góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân và sớm phát huy hiệu quả từ nguồn vốn này. Chưa bố trí được nguồn vốn, tuyến đường kết nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai nằm trong dự án kết nối các tỉnh miền núi phía Bắc vẫn chưa thể khởi công, cho dù nằm trong quy hoạch. Nút thắt về vốn đã được tháo gỡ khi thỏa thuận cấp vốn đầu tư bằng vốn vay ODA của Ngân hàng Phát triển Châu Á và Chính phủ Australia đã được ký kết với tổng mức đầu tư hơn 5.300 tỷ đồng. Cũng xuất phát từ cái mục đích ý nghĩa của cái tuyến đường này, cho nên là chúng tôi cũng đã tập trung cao độ và nhân lực để mà làm cái công tác giải phóng mặt bằng. Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA, Chính phủ đã cho phép các chủ đầu tư được hòa các nguồn vốn ODA khi triển khai các dự án. Đây là hành lang pháp lý quan trọng để loại bỏ tình trạng đầu tư manh mún, gian trải trong quá trình đầu tư. Để tập trung một nguồn lực trong một thời gian nhất định để sau khi cái dự án được hoàn thành tổng thể thì có thể đưa khai thác vào đồng bộ và mang tính lan tỏa cao. Đặc biệt trong những thời điểm khi nguồn vốn đầu tư chưa được đáp ứng thì chính nguồn vốn ODA đã góp phần hoàn thành nhiều dự án, tạo tính lan tỏa cho nhiều vùng, nhiều khu vực. Hạ tầng giao thông hiện nay đang là một cái điểm yếu của nền kinh tế Việt Nam, cho nên chúng ta phải đầu tư để đến khoảng hết 2025 chúng ta cơ bản giảm được cái phí logistics. Bởi thông qua cái quá trình đấy thì các địa phương cũng hoàn toàn cũng có cơ hội để thu hút được nhiều hơn nữa các cái nguồn vốn, không những nguồn vốn trong nước mà nguồn vốn FDI để phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Theo tính toán của Ngân hàng Phát triển châu Á, nếu Việt Nam cải thiện được tỷ lệ giải ngân nguồn vốn ODA thì tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn này có thể tăng thêm từ 0,5 đến 1% mỗi năm. Xin được chuyển sang những thông tin khác. Mấy ngày tới, tỉnh Quảng Ninh sẽ đưa tuyến cao tốc Vân Đồn-Móng Cái đi vào hoạt động. Như vậy, Quảng Ninh có 176 đường cao tốc, chiếm 16% tổng chiều dài đường cao tốc cả nước. Và có được kết quả này là nhờ Quảng Ninh đã thành công trong việc hợp tác công tư để phát triển hạ tầng giao thông. Cao tốc Vân Đồn-Móng Cái có chiều dài toàn tuyến gần 80 km với tổng mức đầu tư ban đầu của dự án gần 13.000 tỷ đồng. Dự án có 64 km được đầu tư bằng hình thức hợp tác công tư và 16 km từ nguồn vốn ngân sách địa phương. Tuyến đường hoàn thành giúp quãng đường di chuyển từ Hà Nội đến Móng Cái giảm còn hơn một nửa so với trước đây. Nhanh và hiệu quả là minh chứng cho sự kết hợp giữa đồng vốn của tư nhân và nhà nước. Chúng tôi đã dốc mọi nguồn lực, luôn tập trung cao nhất để đưa tuyến cao tốc hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng cao nhất. Chúng tôi kỳ vọng rằng tuyến đường này sẽ tạo động lực mới cho kinh tế, du lịch Quảng Ninh tiếp tục bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Ngày mưa trung bình chiếm đến 60% thời gian thi công, 2 năm thực hiện dự án cũng chính là thời gian dịch bệnh phức tạp nhất. Nhưng với quyết tâm của các cấp ủy, dự án đã vượt tiến độ với sự đồng thuận cao đạt kỷ lục về tiến độ giải phóng mặt bằng. Hàng ngàn hộ dân đã tự nguyện bàn giao mặt bằng khi chưa nhận tiền đền bù. Điều này có được không phải chỉ ngày một ngày hai, mà là kết quả của cả quá trình thực hiện. Các công trình hạ tầng quan trọng của tỉnh cả chục năm qua đã thuyết phục được người dân tin và ủng hộ. Tất cả người dân đây là cũng rất đồng thuận. Đến ngày hôm nay thì mình rất là tự hào và rất là vui mừng vì mình đã có đóng góp vào một phần nhỏ trong cái việc dự án. Quảng Ninh đã hoàn thành 3 tuyến cao tốc với tổng nguồn vốn đầu tư gần 40.000 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là nguồn vốn huy động đầu tư từ xã hội, phần còn lại cũng cân đối từ ngân sách địa phương. Tỉnh Quảng Ninh cũng đã có cái chủ trương ấy là tái cơ cấu đầu tư công. Đấy. Thu gọn lại những cái dự án đầu tư không thực sự cần thiết. Đấy, trong giai đoạn trước mắt, dành mọi cái nguồn lực tiết kiệm chi thường xuyên trong các năm. Đấy. Và cái nguồn tăng thu để mà tập trung cho cái đường cao tốc. Mảnh ghép cuối cao tốc Vân Đồn-Móng Cái đã hoàn thiện sự kết nối chiến lược cho cả vùng khi hoàn chỉnh chuỗi cao tốc của khu vực phía Bắc từ tỉnh Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Vân Đồn-Móng Cái. Chiến lược phát triển hệ thống cao tốc được định hướng từ năm 2012 với quan điểm hạ tầng giao thông phải đi trước một bước đã giúp Quảng Ninh luôn thuộc top địa phương tăng trưởng hàng đầu trong cả nước trong nhiều năm qua. Và sau đây là những thông tin nổi bật về Việt Nam trên các trang báo. Trang Vietcho tiếng Nhật trích dữ liệu của Tổng cục Thống kê cho biết số doanh nghiệp Việt Nam thành lập mới trong 8 tháng năm 2022 đạt hơn 101.000 doanh nghiệp, tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Số vốn đăng ký đã tăng 5,1%, đạt hơn 130.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó có gần 6.500 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng hơn 67% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là con số cao nhất từ trước tới nay. Tập đoàn sản xuất điện tử của Nhật Bản Sharp đã xây dựng cơ sở mới có tên là ITS Việt Nam nhằm chủ động phát triển hệ thống công nghệ thông tin của hãng. Đây là thông tin được đăng tải trên trang Nikkei của Nhật. ITS Việt Nam sẽ áp dụng một số nghiệp vụ hỗ trợ và phát triển phần mềm nghiệp vụ được chuyển giao từ Nhật Bản. Việt Nam đang thúc đẩy đào tạo nhân lực ngành công nghệ thông tin, cộng với nguồn nhân lực biết tiếng Nhật khá dồi dào là những lý do khiến Sharp lựa chọn Việt Nam để xây dựng cơ sở mới này. Việt Nam áp dụng trí tuệ nhân tạo trong thăm dò dầu khí là thông tin trên trang OpenGov Asia, một nền tảng dịch vụ về công nghiệp có trụ sở tại Singapore. Theo đó, Viện Dầu khí Việt Nam VPI cho biết đã sử dụng trí tuệ nhân tạo và các thuật toán học máy để xác định nhanh sự hiện diện của đá móng nứt nẻ với độ chính xác trên 80%, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí khoan. Hiện tại, việc xác định đá móng nứt nẻ theo phương pháp truyền thống cần phải sử dụng các công cụ chuyên dụng và kéo dài thời gian thuê giản khoan, làm tăng chi phí giếng khoan mới. Vì vậy, việc áp dụng công nghệ mới được kỳ vọng sẽ giúp VPI cải thiện hiệu quả kinh doanh, tăng sức cạnh tranh cũng như đóng góp vào nền kinh tế kỹ thuật số của Việt Nam. Việt Nam đón hơn 1,44 triệu lượt du khách quốc tế trong 8 tháng đầu năm nay là tiêu đề một bài báo được đăng tải trên trang tin tức Quang Y của Trung Quốc. Với việc mở cửa du lịch, các đường bay quốc tế hoạt động trở lại, chỉ riêng trong tháng 8 năm 2022, Việt Nam đã đón hơn 486.000 lượt khách du lịch quốc tế, tăng 38% so với tháng trước. Trong đó, khách du lịch đến từ châu Á có số lượng cao nhất với gần 997.000 lượt, chiếm hơn 69%. Đặc biệt, khách du lịch đến từ Hàn Quốc tăng gần 17 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trở thành thị trường lớn nhất của ngành du lịch Việt Nam. Trong phần tiếp theo của bản tin, thực hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, nhiều phạm nhân trên cả nước được đặc xá dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Những ngày này, họ đang mong ngóng đoàn tụ với gia đình và cố gắng làm lại cuộc đời. Du lịch nông nghiệp là một loại hình du lịch trải nghiệm mới đang rất thu hút tại Lào Cai. Mô hình này cũng góp phần tạo dựng môi trường xanh để phát triển du lịch bền vững. Thưa quý vị, sẽ thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam từ ngày 1 tháng 9. Chính sách này nhằm phục vụ hiệu quả công tác giáo dục cải tạo, tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân, tạo điều kiện giúp phạm nhân tìm kiếm việc làm sau khi chấp hành xong án phạt tù. Số lượng trại giam được áp dụng thí điểm không quá 1/3 tổng số trại giam thuộc Bộ Công an. Thưa quý vị, thực hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, trong dịp lễ Quốc khánh ngày 2 tháng 9 năm nay, có nhiều phạm nhân trên cả nước được đặc xá tha tù trước thời hạn. Và thời gian này, họ đang mong chờ từng phút, từng giờ để được trở về với gia đình, với cộng đồng và cố gắng làm lại cuộc đời sau những tháng ngày phải trả giá cho lỗi lầm trong quá khứ. Phạm nhân Đặng Thành Nam thụ án 3 năm tại trại giam Đắc Tân về tội tổ chức đánh bạc ngay trong nhà. Ăn năn về lỗi lầm đã gây ra, nên trong 2 năm thụ án, Nam luôn cố gắng học tập, cải tạo để sớm được về bên gia đình. Với những nỗ lực đó, Nam 2 lần được giảm án và sẽ được đặc xá trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay. Khi bắt đầu là có nhận được thông tin về đặc xá của Chủ tịch nước năm 2022 thì rất là hồi hộp, thì không biết là bản thân mình có được lọt vào trong một trong những trường hợp đủ điều kiện thuộc về diện đặc xá của năm nay hay không. Khi mà được nghe thời hạn mình giảm được 8 tháng thì bản thân rất là vui mừng và rất là chờ đón ngày về với gia đình. Trông chờ mong ngóng ngày về từng giờ từng phút là tâm trạng chung của Nam và các phạm nhân được đặc xá sắp tới. Quá trình cải tạo thì em cũng luôn phấn đấu và vào một cái là được cố gắng để xếp loại khá. Rồi mốc 30 tháng 4 thì em cũng đã giảm 1 tháng, rồi đến này mốc mùng 2 tháng 9 thì cũng còn 19 ngày, nhưng mà cũng nhờ cái khoan hồng của chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước rồi cũng được nằm trong diện đặc xá đợt mùng 2 tháng 9 tới đây. Để các phạm nhân sau khi về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, sớm ổn định đời sống, trại giam Đắc Tân đã tổ chức nhiều hoạt động tư vấn hướng nghiệp dạy nghề, phối hợp với công an địa phương cấp căn cước công dân cho các phạm nhân được đặc xá. Phối hợp với công an địa phương tổ chức làm căn cước công dân, tổ chức phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, cái trường dạy nghề để tổ chức giáo dục nghề cho phạm nhân để làm sao mà chuẩn bị, cung cấp và đảm bảo cho các cái điều kiện tốt nhất để cho phạm nhân trở về xã hội và tái hòa nhập cộng đồng. Quãng thời gian còn lại tuy không nhiều, nhưng vẫn tiếp tục là thử thách mà họ cần phải vượt qua để sớm được trở về với gia đình, với cộng đồng. Tổng cục Công an Quốc gia Campuchia vừa thiết lập đường dây nóng 117 để tiếp nhận thông tin về giam giữ người bất hợp pháp bằng các thứ tiếng như tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung. Và đường dây nóng 117 này được đặt tại Sở Chỉ huy của Tổng cục Công an Quốc gia Campuchia. Các tổng đài viên sẽ phản hồi ngay lập tức khi nhận được tin báo. Các cuộc gọi đến đường dây nóng được miễn phí cước và có thể thực hiện cuộc gọi ngay cả khi tài khoản thuê bao hết tiền. Tính từ đầu năm đến nay, đến ngày 20 tháng 8, cơ quan chức năng Campuchia đã phát hiện 87 vụ buôn người và buôn bán lao động, giải cứu 865 nạn nhân là người nước ngoài và bắt giữ hơn 60 nghi phạm. Thành phố Đà Nẵng và Huế dự kiến đón lượng du khách tăng cao dịp Quốc khánh. Tại thành phố Đà Nẵng, dự kiến khách lẻ có xu hướng đặt phòng cận ngày nghỉ lễ, tập trung khách sạn 4 đến 5 sao ven biển, một số khu nghỉ dưỡng gần như kín với đoàn khách đặt xuyên kỳ nghỉ lễ. Các khách sạn ở khu vực trung tâm công suất đạt khoảng 40 đến 45%. Sở Du lịch Thừa Thiên Huế cho biết, dịp nghỉ lễ này tỉnh sẽ đón 60.000 lượt du khách. Hiện nay, các hãng hàng không đã điều chỉnh tăng thêm chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đến Đà Nẵng, Huế để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Thưa quý vị, nâng cao chất lượng dịch vụ với loại hình du lịch trải nghiệm độc đáo, hấp dẫn đang được Lào Cai thực hiện, và trong đó thì phát triển du lịch nông nghiệp là một loại hình mới, ghi nhận của phóng viên tại địa phương này. Có đến hàng trăm hộ gia đình làm du lịch homestay. Mỗi thời điểm trong năm, Bắc Hà đều có sản phẩm nông nghiệp để du khách được trải nghiệm. Cùng sinh hoạt và thưởng thức ẩm thực truyền thống dân tộc là cách nhiều hộ lựa chọn giới thiệu đến du khách. Mùa đông khách đến nhiều lắm, họ xem mình nấu rượu rồi mua rượu mang về. Bà con cũng có thu nhập thêm mà không phải mang ra chợ bán nữa. Mùa quả ôn đới năm nay, Bắc Hà trở thành trung tâm của tuyến du lịch trải nghiệm hái quả. Mận tam hoa, mận tả van hay mùa lê chín vào đúng dịp hè. Gia đình chị Loan ở Hà Nội cho con lên vườn trực tiếp hái lê. Theo chị, cách làm này giúp các bé gần gũi với thiên nhiên. Việt Nam mình có trồng một loại lê như này ấy, nên là cũng muốn cho các bạn đi, các bạn biết. Quảng bá bằng trên Zalo, Facebook với lại khách du lịch đến thì nhiều khách cũng giúp đỡ phần quảng bá. Dự kiến là sang năm sẽ cố gắng đốn tỉa đẹp hơn và sẽ tỉa quả, bách quả và bón phân chuồng để cho nó to hơn và bán được giá cao hơn. Kết thúc năm trước, Bắc Hà đạt doanh thu từ du lịch 280 tỷ đồng. Dự kiến năm nay sẽ tăng lên khoảng 400 tỷ đồng. Và phấn đấu đến năm 2025, doanh thu từ du lịch sẽ đạt 1.000 tỷ đồng. Phát triển du lịch xanh, thông minh và bền vững là một trong những giá trị cốt lõi của chiến lược phát triển du lịch Bắc Hà trong giai đoạn tới. Bắc Hà vẫn xác định lấy nông nghiệp làm nền tảng cho phát triển du lịch. Chúng tôi đang vận động các hộ gia đình hình thành dần các cái khu để mà chúng tôi thu hút khách du lịch vào đó. Trong tương lai, Bắc Hà đang hướng đến là huyện sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Vì vậy, khi cả cộng đồng tạo dựng môi trường xanh mới có thể phát triển du lịch bền vững. Khi mỗi người dân là một đại sứ du lịch, thì Bắc Hà sẽ có cơ hội để trở thành trung tâm du lịch lớn của Việt Nam và quốc tế. Và trong phần cuối của bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự trưa nay của chúng tôi. Để xem lại chương trình, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web vtvgo.vn hoặc tải ứng dụng VTVgo trên App Store hoặc Google Play. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.